Xin chào mừng các bạn trở lại với channel mình và yêu anh hiện nay. What the hell? Vậy chúng ta sẽ tham quan một cái server, đó server tên là My Best. Ok. Cái lần có cần hết. Server bị gì rồi? Mình sẽ để lên eBay với phần description nha. Ok. Rồi rồi. Phải. Đấy cái đấy. Đó này rất nhiều bạn mong chờ đúng không? Ok. Skyward on solo. Mình sẽ chọn Skyward solo. Ok. Vô nào, nhanh nào. Phải á. Ok. Rồi chọn kit. Mình sẽ chọn kit banner. Ok. Rồi mình sẽ chọn kit banner. Ok. Gì đây? Nó xin to mà. Đoạn nhé. Mình nghĩ là không nên giúp nó tại vì nó xin đẻ trứng. Còn héo. Vậy có cúp. Kindle Woman. Thế mình sẽ bắt đầu làm một cái tẩu sắt nào. Ủa, ở đây sắt. Còn héo, sao đóng được. Mình hiếp sao đó không được. Mình hiếp thử đợt kim cương hay không? Thôi không được. Sợ lắm. Mình hiếp sao đó không được. Rồi theo và fail rồi. Sao vậy tổng khử rồi. À đây sắt đây. Trời ơi tưởng tổng khử chứ. À tự nhiên đau rồi. Đấy rồi. Ủa cái cúc của ta đâu? Đợi nhé. À cái này giờ đầu lại. Rảnh ghê. Ok. Nhanh nào. Server không phải server này hàng tộc khửa. Mình à. Trời. Cái bay ông mất hồn nha. Ok. Ê, trời. Xem chút đứng tìm. Đấy, cái đấy là mấy gần mới được. Vừa rồi. Không biết server này hàng tộc khửa. Ok, đây kim cương nào. Kim cương nào. Phải để lại giờ mình ra luôn. Fail rồi. Sao mà đẹp fail rồi. Ok.
Mình đi kiếm mà, nãy giờ mình không đi kiếm. Rồi đồng ít gỗ nào. Sao mấy anh này để trứng nhiều quá. Phải, cái server chắc còn nhiều ổi lắm. Ơi. Ok. Ok. Chúng ta đi chiến nào. Đi chiến mà. Giờ cho nó không có người. Trời ơi, mấy anh đi này đi đâu hết trơn rồi. Làm mít rồi à? Ui, con cấu ha. Vai cái này. Trời ơi, đùa nhau à. Giờ chết con gà. Tên 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 tên, giết con gà rồi. Thôi, mình phải ra nó để tụi zombie tổng khửa đó, ok. Rồi mình sẽ bắt cua. Hỏi bắt cua. Bắt bóc cho dễ an toàn hơn. Rồi, một thanh niên ở dưới. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Ok. Anh em ấy cũng đã có chút sắc rồi. Và xuống nào. Ui. Ui. Thôi. Hỏi chiếc. Chuyện chút chiếc. Mày bắn cũng không được đâu, khu. Làm gì em? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy em? Làm gì vậy? Làm gì mà nó bay? Nó bay. Ok. Cái server review đến đây kết thúc. Ok. Và nếu bạn thích cái video này thì đừng quên bỏ lại một like và một số 3 để mình có một lần tiếp những cái video các bạn xem. Ok. Bye mọi người.